Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Tút Máy Phát Điện Xuân Trường. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Máy Phát Điện Xuân Trường vừa về được hai chiếc Zanma IDG250VS và Zanma IDG300VS nhé mọi người nhé. Đó thì cũng thật sự gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị và các bạn trong cái thời gian vừa rồi. Thì bên mình thật sự là quá tải. Thật ra là cũng không phải riêng bên mình mà cũng rất nhiều những bên khác nữa. Thì đợt vừa rồi là một trận sóng, đó là một trận bão đột ngột. Đó, một trận bão đột ngột thì không nghĩ là nó ảnh hưởng đến mức nó sâu nặng như vậy. Thì tất cả những hệ thống lưới điện từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương cho đến tất cả những vùng lân cận thì đều bị là đánh sập luôn. Đó thì cái mạng lưới máy phát của tất cả anh em thợ chúng mình thì đợt vừa rồi phải nói là thực sự là quá tải nha mọi người nhé. Thật sự là quá tải nên là có rất nhiều những cuộc điện thoại hay là những tin nhắn hay là những cái anh em gọi đến cho bên mình mà thật sự là không thể nghe thấy được. Đó, và không thể nghe thấy được, và hai nữa là cũng không thể cầm điện thoại nghe được. Đó thì hôm nay thì lên một cái video cũng qua cái cơn bão rồi thì bên mình hôm nay lên một cái video gọi là thứ nhất là để xin lỗi tất cả mọi người là không thể nghe điện thoại kịp thời trong những cái lúc mà quý vị và các bạn cần được. Đó thì trong cái thời gian vừa rồi đấy thì tình hình nó căng thẳng, nó là như vậy. Đó là, và tất cả những bên khác nó cũng đều là như vậy nha mọi người nhá. Đó chứ không riêng gì bên mình. Đó thì anh em cảm ơn tất cả anh em đã yêu quý ủng hộ cái kênh của bên mình nha mọi người nhá. Đó thì hôm nay thì bên mình lên cho anh em hai chiếc Zanma IDG250VS và Zanma IDG300VS nha mọi người nhá. Đó. Thì hôm nay mình cũng báo giá luôn, gọi là giá tri ân đến khách hàng thôi. Đó thì mình cũng báo giá luôn công khai chiếc Zanma IDG250VS này bên mình bán giá là 23 triệu. Đó, chiếc 300VS này bên mình bán giá là 28 triệu nha mọi người nhá. Đó công khai luôn cho quý vị các bạn. Thì hôm nay gọi là một cái chương trình gọi là tri ân để gửi lời xin lỗi đến tất cả những quý vị các bạn trong thời gian vừa rồi không thể tiếp cận hay là phục vụ được mọi người. Đó thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết hai chiếc. Đó, 250VS 2,5 kg bao mọi người chạy một chiếc điều hòa 12.000 cộng với quạt bóng tivi tủ lạnh, và một chiếc Zanma 300VS bao mọi người chạy một chiếc điều hòa 12.000 cộng một điều hòa 9.000 quạt bóng tivi. Đó thì thắp sáng cho gia đình chạy vô tư nhé mọi người nhé. Đó thì đây, đó. Trước tiên là chiếc 300VS đi, đây như phía mặt trên này, đó phía mặt bạc thắc lô này. Đó, chiếc này chạy được ơ đo của nó chạy được 531 giờ nhé mọi người nhé. Đó, hoàn toàn là hàng đầu giá hết. Đó, bên trong đấy mình vừa rửa nhé mọi người nhé. Đó, bình ắc quy nó đã hết, mình thay cho một bình ắc quy xe đạp điện mới tinh nhé mọi người nhé. Đó, đây bên trong này, mọi người máy móc rất là đẹp, phủ đề Hitachi Made in Japan, nguyên zin theo máy. Đó, đây là chiếc thứ hai, Zanma IDG250VS. Đó, con này ơ đo của nó chạy được 876 giờ. Đó, bên trong của nó đây, phủ đề cũng Hitachi Made in Japan. Đó, lưới lọc tất cả mọi thứ rất là đẹp rồi, bình ắc quy thay cho một bình ắc quy mới rồi nhé mọi người. Có mút xốp mọi thứ ok. Đó, tất cả đã nổ và ra điện nha mọi người nhé. Đó, tất cả đã nổ và ra điện. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ bên mình nhé. Số điện thoại là 0963638495. Đó, để mình đặt hàng. Đó, anh em chuyển khoản đủ tiền thì bên mình sẽ bao ship. Đó, còn anh em cọc tiền thì bên mình sẽ ship code bằng đường Viettel Post nha mọi người nhé. Nhận hàng kiểm tra ok rồi mới phải thanh toán tất cả những số tiền còn lại. Và đương nhiên rồi, khi mà mua máy bên mình hay là tất cả những bên khác thôi thì đều phải là cọc tiền nhé mọi người nhé. Cọc tiền thì bên mình mới vận chuyển được máy. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.